Thưa quý vị và các bạn, sau ngày mưa gió và rét buốt do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thì hôm nay, thời tiết Hà Nội đã rất thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Sương mù và mưa nhẹ lất vất chỉ thoáng qua vào lúc sáng sớm, sau đó quang mây và đến trưa chiều thì trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, dao động trong khoảng 16 đến 22 độ. Từ thời điểm này cho đến tối, mật độ mây tăng dần và hiện tượng sương mù cũng dày về đêm khuya, gây mưa nhỏ ở vài nơi ở những khu vực xa trung tâm. Lúc này nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 17 đến 20 độ, độ ẩm khá cao từ 79 đến 87%. Sang đến ngày mai, khu vực Hà Nội tiếp tục trạng thái nhiều mây, sáng có sương mù ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 17 đến 25 độ, tăng nhẹ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Độ ẩm là từ 75 đến 85% nên không có cảm giác hanh khô như đợt rét trước. Dự báo từ đêm mai sang đến ngày Chủ nhật thì khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ ban đêm tăng chậm khoảng 1 độ, nhiệt độ ban ngày thì dao động quanh mức là từ 24 đến 25 độ, độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 này thì miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng bởi 3 đến 4 đợt không khí lạnh nữa. Trong đó thì có khoảng 2 đến 4 ngày rét đậm xảy ra vào giữa tháng. Tuy nhiên không khí lạnh thì có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm rét hại cũng được dự báo là ít hơn và không kéo dài. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có đợt không khí lạnh mạnh gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như là sương muối, băng giá và có thể xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 18 đến 25 độ. Và hình thái thời tiết và mức nhiệt độ này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ là từ 17 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với mức nhiệt độ là từ 17 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ là từ 18 đến 25 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.